Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người có thấy không? Ở giữa núi rừng Châu Đốc An Giang, cụ thể là ở trên núi Cấm, xung quanh toàn là núi rừng thôi, mà chúng ta có thể thông qua một chiếc điện thoại smartphone, thông qua một cái tài khoản TikTok, có thể kết nối với những người hướng Phật toàn quốc ở khắp mọi các vùng miền, và chúng ta có thể lan tỏa chia sẻ Phật pháp, cũng như chia sẻ cho mọi người cái cách thức làm sao có thể gây dựng lên một kênh TikTok hướng Phật, đăng những hình ảnh Phật, đăng những nội dung về Phật pháp, kết nối nhiều người hướng Phật lại với nhau, và từ đó có thể tăng trưởng thu nhập của mình. Thì cái điều đó là cái điều vô cùng tuyệt vời, và Buddha Life đã làm được cái điều đó, đã gây dựng xong cái nền móng để giúp chúng ta có thể thông qua một tài khoản TikTok, thông qua cái chương trình của Buddha Life, có thể tăng trưởng thu nhập ngay tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu, chỉ cần với một chiếc điện thoại smartphone mà thôi. Và đây là bạn Như Linh ở tại An Giang núi Cấm, có đôi lời chia sẻ với cả các đạo hữu của Buddha Life. Xin mời. Dạ, A Di Đà Phật. Như Linh xin chào tất cả các bạn Phật tử, các đạo hữu ở trong cộng sự của Buddha Life. Này, Như Linh hiện tại là đang ở trên núi Cấm, tỉnh An Giang. Thì hôm nay có nhân duyên gặp được sư huynh Giác Tâm, là một cái nhân duyên lớn, vì tất cả chúng ta mỗi người mỗi nước mỗi nơi mà gặp được nhau ở đây là một cái nhân duyên. Thì Như Linh cũng đón nhận được nhân duyên này, nó thật là thù thắng. Và Như Linh cũng có cái nhân duyên biết đến cái học viện Buddha Life để giúp chúng ta kết nối với nhau, để có một cái sự gắn kết, để tăng trưởng phước báo tịnh tài, để chúng ta có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để yên tâm tu tập. Và học viện Buddha Life sẽ giúp chúng ta có một cái phương tiện để tăng phước báo tịnh tài. Đây là một cơ hội rất là tốt. Mong là mọi người nhìn nhận ra cái cơ hội này để nắm bắt, để cùng nhau phát triển học viện Buddha Life vững mạnh, để lan tỏa đến với tất cả mọi người biết đến học viện Buddha Life. A Di Đà Phật.